đất phủ xây. Sông Lan bên ở bên bồi dấu thiên đền chợ bụi là nơi ông hòa người. Chỉ trời ướp thiêng ngay trong đất chỉ trời đánh đông dẹp bắc Việt ngoài bình 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 nhung nhung vùng trời Nam
gió lay sực bước bước mạnh đưa đường hoàng tử lội trinh hoàng tới đây để tay tiên chúa bước chén dịu đà nhất tuần sơ dâng lên điện ngọc mà thời nâng mơ làm bời rước quan hoàng người xôi a sử rước quan hoàng quan hoàng người xưa a sời giữa quan hoàng xưa nhất tuần người xưa sang nhị tuần mà hoàng nhiên tàn rồi tam tuần người chúng chi sinh lên điện điện ngọc đề các con nâng mơ giúp ông hoàng người xưa ta xưa ta xưa giúp ông hoàng tâm mê cho gia chủ hôm nay lòng lòng cho họ Nguyễn họ đổ ghế của ông lòng thành trong ghế của ông hôm nay cầu nên mà ước được làm ăn lại có nhiều lòng ai vẫn còn cánh họ đổ họ quyền gia chủ hôm nay tính nặng nề dày xa xôi
từ mãi trên xứ làng cũng vô vàn đến đây. Bắc ghế để xin ông lòng người văn võ ai qua yêu đường thương rất quyết bảo vệ sơn hà cho dân dân ta ấm cho nước nhà được bình minh. Hãy
triệu quỳnh. Người hai tiên nữ tiên rừng quan hoàng ngây ngất ngất ngây thâm hồn nơi cõi trần gian, chúc cho kế hoàng đông đông đẹp đông đông xa. Sai ra từ chân chân gian, bàn lòng đạo tài cho trong vũ hạt thuyền ai đồ sống nước mênh mang, có phải tu bự nàng đầy trèo đưa nhịp văng ngò khoan đò khoan đầy nhịp trèo rước quan hoàng xa. Quán hoang là hoang xa khắp nơi nhã nhạc lừng ca. Đường về Nghệ An ngàn mây xanh thắm, anh sớm lòng lanh nhìn núi hồng soi bóng dòng dòng la, tiếng chim ca hòa vào trong trong gió gió mây rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng sột sang, nghe danh danh thơ quan hoàng lừng lừng pha, xin cúi đầu thắp một con quan hoàng nhẹ cầu xin quan hoàng ban cho phước lớn ban đắp buồn mây xuôi ngược néo đông ngược tây. Quan hoàng dần dần đúng dắt dắt tay chỉ đời dần dần khó nhọc cùng mang, ai nhất nhất tâm mê hoàng thương lương không hoàng sẽ được bình bình. Từ Nghệ An quan hoàng sáng lâm nơi đường xa thăm thầm gió xin đi đi này gửi về đây đông đông sáng bao bao quý quán hoang ngần ngần ấy sao trước gần xa xem mai thứ duyên hoàng thương ông ông ban cho đồng đến ngày dầu ngân xa xa thiên nước xanh ba miền nhớ nhà ra sự bình bình. Kể từ đây cầu mong lương kinh bái Phật tuyên quán hoàng sáng lâm chứng minh cho gia chủ thành tâm tháng năm năm lành tâm thành phúc phúc từ tâm nay sáng đàn như vầng hào quang tươi sáng. Cho tiếng ta cùng đàn trong trời chẳng chẳng thế con bình bình an an nước non bốn phương thành thành bình bình đường đời đời cháu con hiền bình. Đời người ấy mà có lần lần mấy 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 cầm dung nhan hoàng từ đồng đánh bóng khắp thương gia trong niềm đào nành người đầu đông chẳng có tay bằng quan khi yêu yêu giang nên đi xin đồng đồng đẹp xa xa đời xa xa những hào hoa. Người ta nay nam
bắc đông tây con bán buôn sang sang đầu gầm gầm mây con con miệt mài mê say dân tung đàn tiếng ta xin quan hoàng ông trưng là không không ngờ sai. Đến đây quê tố hảo, ông mới về đây ông cũng ngừng đông đông mới về đây ông cũng ngừng đông đông lộc đồng hoàng hoàng thuyết thuyết mừng tài buôn buôn đi mấy bản đắt đắt cho gặp gặp người gặp gặp hoàng về đông đông khoác áo màu vàng ánh ông mười về đông đông khoác áo màu vàng ánh trần san đúng anh hoàng đường bước bước tránh đẹp như quan hoàng mười một bước bước tránh đẹp như quan hoàng mười sẽ vẫn ở trên thượng thiên các cô sẽ đang mây và cũng có đã sinh tử cũng có đã sinh tử giữa cuộc đời về biết tử ngày thanh gia